Xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với Nguyên Review. Thì đây là một trong những số cuối cùng của Nguyên Review, review về pomade và sáp tóc các kiểu. Thì những số gần cuối này chúng ta sẽ nói về cái gì ạ? Chúng ta sẽ review nốt về những cái mình chưa làm. Thì mình có đây là một sản phẩm từ Tony Store tài trợ. Cũng rất cảm ơn Tony Store đã tài trợ cho Nguyên Review sản phẩm này. Và đây là sản phẩm mà tạo kiểu và kiểu sáp và pomade cuối cùng của Odao mà Nguyên Review. Có một sản phẩm nữa nhưng mà nó sẽ thiên về dưỡng hơn, thế nên là các bạn sẽ không phải thắc mắc. Đây là con Traditional Pomade của Odao. Chúng ta đã có Multi-Purpose, chúng ta đã có Standard, chúng ta đã có Dry Wash, chúng ta đã có Matte Paste và Styling Treatment. Thì hôm nay Traditional Pomade. Và còn một con nữa, đây là Conditioning Cream. Nhưng mà con đấy thì mình nghĩ là nó thiên về cream dưỡng tóc hơn, thế nên là mình không đặt nặng nó quá. Và đi vào review, chúng ta sẽ có rất Odao, hộp giấy nhám lại còn in dập nổi lên nữa, khá là hay, biểu tượng Odao này đây, và mặt lưng có một cái địa chỉ và mã vạch, nắp thì đây, đáy thì đây, khá đơn giản. Cái thứ những thứ mà Odao làm thì không, mình không phàn nàn gì cả, nó gọi là bảo vệ môi trường đó các bạn. Nhãn này lâu lắm mới cầm được vào hộp Odao. Thực sự ra mà nói thì bản thân mình rất là hài lòng với sản phẩm này. Traditional Pomade Original 4 ounce. Thì đây là một sản phẩm gốc dầu, họ miêu tả là High Hold, High Shine, Oil Base Styling Pomade for Classic Style. Và bản thành phần sẽ là dầu hạt thầu dầu, dầu đậu nành thủy phân, sáp canelilla, dầu thầu dầu thủy phân, dầu jojoba, vitamin E, nguyệt quế, dầu nguyệt quế, dầu chanh, có một cái bay oil này, bay oil, không biết là bay là cái cây gì, clove CLOVE, dầu clove. Nếu không quên mất là cái tên, cái này rất là quen, không rõ thì juniper cũng là một cái loại dầu rất là hay. Berry oil, coriander oil và eucalyptus leaf oil và lá khuynh diệp. Cảnh báo các thứ. Đó, gần như tất cả mọi thông tin ở bên này. Còn giữa là những cái cơ bản giới thiệu. Còn đây là một số thứ kiểu solo tuyển ABC kiểu thôi. Thì cái điều mình ấn tượng nhất ở đây, ở trong cái lọ sản phẩm này, đấy là hầu hết nó là dầu, rất là nhiều dầu mà vẫn còn, họ vẫn bảo là high hold, thì mình thực sự là không tin lắm. Bởi vì thực sự luôn là mình nghĩ con này cùng lắm là lên đến firm, tức là nó chỉ là khoảng con B điểm firm mà thôi, không lên đến 2. Mở ra thì có một cái mùi rất là Odao, tức là họ thường xuyên sử dụng essential oil, và cái essential oil mà mùi rõ ràng nhất trong tất cả sản phẩm của họ đấy là essential oil. Essential oil xin giới thiệu các bạn lại, đấy là dầu tinh chất chứ không phải là dầu nền hay là dầu hương liệu. Thì nó vừa có tự chất dưỡng mà vừa tạo mùi. Thì nó tiếp về vấn đề essential oil nổi bật nhất của họ, đấy là essential oil mùi chanh. Nhưng mà với sản phẩm này có rất nhiều loại mùi và nó là tổng hợp những cái mùi đấy. Tuy nhiên thì mùi chanh vẫn là nổi bật nhất, và mình không nghĩ là cái mùi này bám lâu ở trên thành phẩm là cái việc cái mái tóc đã được trải. Khá là cứng. Đây là một con pomade waxy. Tất nhiên là cứng ở mức vừa đủ. Cứng ở mức vừa đủ.
Xóa tay thì vẫn khá là mềm. Tức là như này, mình phải nói các bạn là mình là người làm sản phẩm, thì mình sẽ nói góc độ của người làm sản phẩm. Đấy là khi mà một sản phẩm mà mình gọi nó oxy, tức là nó thiên về sáp thì nó là cứng. Nhưng mà khi mà như mình vừa lấy ra thì nó rất là mềm đấy các bạn, nó rất mềm, nó không kiểu xoa tay xong bị vón cục, nó để lại cái những cái lợn cợn sáp ấy. Thì nói như thế này, đây sẽ là một cái công thức mà thực sự là rất là tuyệt vời. Nếu ở trên góc độ sản xuất, trên góc độ làm việc, trên góc độ sản xuất thì nó rất là tuyệt vời. Bởi vì mặc dù là nó cho thấy rằng là cái hiệu năng của sản phẩm, cái xin lỗi các bạn, là cái chất sáp của sản phẩm mặc dù không quá mềm, nhưng mà khi xoa ra lại không thấy những cái đặc tính cũ của cái dòng sản phẩm waxy như vậy đó, mà nó lại rất là mềm. Đây các bạn nhìn nhá, mình sẽ xoa bằng một ngón tay thôi này. Rất là mềm, tức là chúng ta không cần một cái lực gì đấy quá cao phải. Đó. Xoa ra này. Cần một chút lực thôi chứ không cần phải quá nhiều lực. Đúng thật là hai hâu các bạn, trên tóc mình là hai hâu đấy, thật đấy, con này quảng cáo đúng hai hâu. Dự nên rất cao. Cao đấy. Nhưng mà để mà nói là hai sai thì cũng không phải. Hai sai không phải đâu các bạn. Nó sẽ tầm khoảng bóng, hiểu như mình hay nói là satin. Nó không phải là một cái gì đấy giữ nếp quá cao đâu. Không phải đâu. À đúng, là bằng quá cao, xin lỗi các bạn. Còn giữ nếp thì đúng là cao thật. Giữ nếp thì đúng là cao thật. Rất là cao luôn. Thật sự luôn. Đúng. Chốt là hai hâu nha. Nhưng mà không sai, ai sai đâu. Cái độ bóng của Odao nói riêng và mọi người ở các hãng homebrew nói chung ấy, hay rất là hay ghi ăn ra là hai sai, thực ra không phải, chỉ đến tầm khoảng medium thôi, nhưng mà con này thậm chí còn không lên đến medium. Nó có thể là cao so với Odao, nói thật là nó có thể là độ bóng cao so với Odao, thật so với các sản phẩm Odao ấy, chứ còn với mình thì nó không phải là một cái sản phẩm độ bóng cao. Tuy nhiên thì tổng hợp lại hai sai, hai hâu satin sai, mùi tự nhiên bây giờ cảm giác như kiểu là chanh, là lúc mà vuốt lên còn đôi khi còn hay hăng hăng giống kiểu là Bắc Hà cơ. Tức là nó là một cái mùi rất là tự nhiên và nhẹ nhàng, mình cảm thấy rất là sảng khoái với cái mùi này. Và thực ra thì cảm giác là nó cũng không quá nồng nặc, thế nên là rất là dễ chịu khi sử dụng cái Conditioner Pomade này. Thì chốt lại như vậy, nhưng mà để xem là khả năng duy trì của nó như thế nào thì mình kỳ vọng rằng là gì, độ giữ nếp thì sẽ không giảm, và cái độ bóng mình nghĩ như thế này là khá là ổn định rồi.
chỉ cần biết rằng là mùi hương duy trì bao lâu rồi thôi, thì xem nó thế nào ha, và mình sẽ quay trở lại sau vài giây nữa. Và 6 tiếng trôi qua, chính xác hơn là 6 tiếng rưỡi, thì mình quay trở lại với các bạn để chốt lại là Odao Traditional Pomade liệu có đáng để chúng ta xuống tiền hay không. Một sản phẩm mà pomade mà các bạn gần như không thấy ai nhắc tới, không thấy ai để ý tới, thì một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ Tony Store đã tài trợ cho Nguyên review cái sản phẩm này. Và nếu các bạn thắc mắc rằng là con này mua ở đâu, thì rõ ràng là tài trợ Tony Store rồi, link mình ở bên dưới. Tiếp theo đấy, review cái sản phẩm này, như mình đã nói ở phần đầu đấy, là có cái đặc điểm nổi bật của nó là vút lên là high hole luôn. Tức là mình đã không tin nó ngay từ khi mà mình động vào nó là nó có thể high hole được, nhưng nó high hole được. Và satin shine bây giờ vẫn là satin shine, nhưng mà hole bây giờ thì không còn là high hole nữa các bạn, bây giờ chỉ là xuống firm hole thôi. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì khi mà mình lùa tay vào tóc thì nó đã không còn dính chặt như lúc mới vuốt rồi, nó không còn dính chặt như thế nữa, nhưng nó vẫn vừa đủ dính để cố định nhé, để cố định mái tóc của mình ở đúng vị trí nó mong muốn. Một điểm cộng ở đấy là cái độ giảm giữ nếp không quá nhiều, là từ 2 xuống firm thôi. Đây là một cái biểu hiện bình thường thôi, còn nếu ngon thì nó sẽ giữ nguyên. Cái thứ hai, cái độ bóng giữ nguyên, thì cái này là một cái lời mà mình có thể nói là mình hoàn toàn khen Odao trong cái dòng sản phẩm này, Traditional Pomade. Độ bóng giữ nguyên thể hiện rằng là khả năng khóa ẩm của thành phần nó rất tốt, lưu ẩm và khóa ẩm của thành phần nó rất là tốt. Mình nói thật với các bạn, độ bóng giữ nguyên nó có một cái giá trị như vậy. Cái thứ ba, về vấn đề lưu hương, về vấn đề mùi hương, thì hiện tại ở trên tóc mình cái mùi hương nó vẫn còn thoang thoảng, nó còn nhẹ lắm các bạn, nó không hết hẳn, nhưng mà nếu mà muốn ngửi nó thì phải đi sát mũi vào. Thì cái mùi hương này là một cái mùi hương mà hoàn toàn là dầu thiên nhiên. Tức là cái sản phẩm đó ở trên tay mình đang cầm đây là hoàn toàn mùi thành phần, không có một cái hương liệu nào át đi cái mùi thành phần cả, không cái là gì kết hợp vào cả, hoàn toàn là thành phần tự nhiên. Và nếu mà tính theo tiêu chí của mình, nó được 2/3 tiêu chí và mình đánh giá nó ở mức tốt chứ không phải mức xuất sắc. Tuy nhiên thì đây là những cái điều kiện mình sẽ liệt kê ra là các bạn nên, vì sao nên mua Odao Traditional Pomade. Đầu tiên thì phải giới thiệu lại về Odao là một hãng hùng người Mỹ tập trung vào các giải pháp tạo kiểu và chăm sóc cơ thể của nam giới. Phần lớn cái sản phẩm là thuộc về nam giới, với phong cách là tôn thờ cái việc bảo vệ tự nhiên, slogan là Build by Plants. Thì họ rất là kỵ sử dụng các cái thành phần hóa học. Ở đây thì thành phần tự nhiên nó cũng là thành phần hóa học thôi, nhưng ý mình muốn nói là hóa học nhân tạo, con người tạo ra. Ví dụ như là họ sẽ ít là bỏ kiểu như là nói sao nhỉ, họ sẽ kỵ, ví dụ như là pomade này, họ sẽ không muốn bỏ petro vào này, petrolatum này, hay là sử dụng dầu khoáng này đó. Thì họ sẽ sử dụng những cái như mình đã giới thiệu ở phần 1, những cái thành phần như mình đã giới thiệu ở phần 1. Thì hoàn toàn ở cái sản phẩm pomade này, hoàn toàn ở đây là thành phần 100% tự nhiên, 100% tự nhiên. Mình thấy nó đỉnh, thành phần tự nhiên. Và bao bì cũng rất thân thiện với môi trường. Bao bì giấy craft này, nếu mà những ngày đầu mình có thể nói với các bạn là mình chê cái bao bì giấy craft này là lởm, là mỏng, là dễ hỏng, thì mình bây giờ khi mà mình đã hiểu hơn về thương hiệu, mình đã hiểu hơn về hãng, thì mình nghĩ rằng là mình có dành cái sự tôn trọng cho cái phong cách của Odao. Tại sao lại như thế? Bởi vì khi mà họ thiết kế bao bì như thế này, bao bì giấy craft là loại giấy có thể tái chế được, và cái nhãn bên trong họ cũng sử dụng cái loại nhãn mà dễ dàng tái chế được, chứ không phải là loại nhãn khó tái chế. Thực sự là như vậy đó. Tiếp theo rồi đấy, tất cả mọi thứ ở Odao này, tức là khi mà các bạn vứt cái vỏ này vào thùng rác, hoặc là ngay cả khi mà các bạn vứt cái lọ sáp này vào thùng rác, thì toàn bộ những cái sản phẩm này
những cái thành phần để tạo ra cái sản phẩm này nó đều có thể tái chế được hoặc là phân hủy được rất là tốt luôn đó. Đấy là phong cách của Odao, và các bạn sẽ được tận hưởng một con pomade giữ bóng, giữ mùi, và cái mùi nó lại không quá khó chịu. Thì như mình vừa giải thích, giữ bóng đấy là khả năng mà theo góc độ chuyên môn là cái việc mà cái thành phần, từng cái thành phần nó khóa ẩm lại là tốt, thì nó giữ cái độ bóng tốt. Và cũng chứng minh thêm một phần nữa, đấy là cái lượng tinh dầu ở trong thành phần này, trong sản phẩm này cũng cao đi, cũng cao chứ sáp nó sẽ không có độ bóng cũng quá cao đâu. Kế đến là cái mùi hương. Thì mặc dù là essential oil, mặc dù là sẽ không tỏa nồng như là những cái fragrant oil, tuy nhiên thì nó vẫn bám mùi, và bám mùi mà cho cảm giác rất là thoải mái, rất là sảng khoái, nó không có một vấn đề gì cả. Đó. Và nếu xét cho tất cả mọi thứ đấy kết hợp vào với nhau, một sản phẩm firm high hold, một sản phẩm tạm gọi là natural, tạm gọi là vegan, tức là thân thiện với môi trường, với thiên nhiên, một sản phẩm với mùi hương và độ bóng duy trì tốt, thì với mức giá khoảng 500.000 là một sản phẩm xứng đáng xuất hiện ở trong tủ đồ của các bạn. Nhớ nhé, nó xứng đáng bởi vì những thứ mình liệt kê ra. Còn nếu mà các bạn đang đi tìm một sản phẩm mà các bạn bảo là best trong tầm giá, tốt nhất trong tầm giá, thì đây mình khẳng định với các bạn luôn, đây không phải là sản phẩm tốt nhất trong tầm giá, mà mình đã review nó rồi. Thế nên là nếu bạn nào thắc mắc thì cứ comment bên dưới thì các bạn khác sẽ tư vấn giúp mình nhé. Đó, mình sẽ không nói trong clip này. Và khi mà các bạn chọn mua sản phẩm này, mình tin chắc chắn rằng là gì, các bạn nên thử một lần mua full line Odao. Mình tin nó sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có matte paste, dry wax, styling treatment, conditioning cream, standard, multi purpose và traditional pomade. 7 sản phẩm sáp và pomade tạo kiểu từ gốc dầu tới gốc nước, và kèm thêm một con conditioning cream là dưỡng nữa. Hoặc là nếu mà các bạn chịu chơi hơn thì bổ sung thêm texture spray và texture power. 9 sản phẩm của Odao sẽ phục vụ bạn trong bất cứ mọi thú chơi nào, rất hay đúng không ạ? Đó, từ bảng thành phần, từ cái tương tác với chất sáp rất đặc sắc đó, cho tới cái mùi hương tự nhiên, thực ra không quá gọi là lạ lẫm và nổi bật, tuy nhiên tất cả kết hợp vào với nhau rất là ổn, không có gì phải chê cả. Mình tin rằng đây là một sản phẩm bị đánh giá thấp ở trên thị trường, Odao Traditional Pomade, thật sự luôn, mình tin chắc chắn rằng là nó là một sản phẩm bị đánh giá thấp trên thị trường, và đây là một sản phẩm đáng để thử các bạn ạ, đáng để thử hơn nhiều sản phẩm khác rất là nhiều. Và clip hôm nay đến đây là vậy thôi. Mình hy vọng rằng là clip này sẽ giúp một phần nào các bạn tìm thấy một cái sản phẩm mà các bạn sẽ là một sản phẩm yêu thích trong cái quá trình đồng hành, kiểu trong cuộc sống của các bạn, chính xác là như vậy. Thì cũng như mọi khi, hẹn lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ hoặc muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube của Review, cũng như chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống, cũng như nhớ phòng ngừa Covid và đừng để góc xấu như người Review.